Một người đúng rồi rồi của Quốc Khánh. Ô Quốc Khánh con ơi, cô về rồi nha. Khi nào con rảnh con Vũ Quốc Khánh. Hello Võ Quang Phúc, Leo Dương, Mỹ Hồng, Leon, How are you Leon? Bảo Hân Nguyễn, Ngọc Dung, Hoài Giang, ha, Tô Hòa Thuận, Quỳnh Mai, Lê Dương Thái Thảo, Tường Vi. Hôm nay cả nhà có khỏe không? Mờ quá hả cả nhà? Có thấy rõ không? Nhớ tôi không hả? Hỏi tôi hỏi cậu á, Tô Hòa Thuận, cậu có nhớ tôi không? Cậu nha, cậu biến luôn cho tôi đi. Cậu bây giờ cậu đâu có còn nhớ tôi nữa, những lúc mà hả? Cậu cần gì cái chị ơi, chị à, xong rồi không thấy một cuộc điện thoại nào, rồi bây giờ còn hỏi ngược là tôi có nhớ không. Ba Nghĩa, Hương Võ, Phương Trần, Thái Mỹ, Bảo Hân Nguyễn, Vi Thỏ, chào cả nhà, 148 người rồi à. Hello, hello. Bữa nay mọi người thấy Lê Giang đang ngồi một cái chỗ rất là lạ phải không? Hôm nay được nghỉ ngơi. Nói chung là một chút cũng phải đi thôi. Bây giờ đang ngồi ở nhà để mà livestream. Cả nhà ăn cơm chưa? Lê Xuân Trường, Hoa Ngọc, Ba Nghĩa. Nắng chói quá cô ơi. Nắng không phải nắng mà đèn á. Cô đang ngồi ở nhà cho nên là đèn nó trên bếp nó rọi xuống chứ không phải là nắng. Xa Giang à, được rồi, đúng rồi đó Vi. Hay quá. Biết sao không? 150 người rồi. Này, chút nữa cô đi thu xong rồi cô ra tiệm, cô ghé tiệm nail. Và bây giờ là mới ăn trưa xong rồi sáng thì thường là Lê Giang dậy thì Lê Giang sẽ uống một gói cà phê giảm cân. Ha. Đây là cà phê giảm cân. Nếu mà ai muốn giảm cân lẹ thì sẽ uống một hộp này. Trong đây sẽ có là 10 gói. Đây. Cứ một ngày uống một gói như vậy thì uống hết hộp này thì các bạn sẽ giảm từ 3 đến 4 cân. Chị Lộc ngủ rồi con. Đó, đây là cà phê giảm cân. Phê giảm cân đúng rồi, mỗi buổi sáng thường thức dậy á, tại vì sợ ăn nhiều cho nên là phải uống cái cà phê này vào mỗi sáng là một gói ha. Xong rồi chúng ta phải uống collagen. Collagen này là của Nhật nha, của Nhật, xuất xứ từ Nhật. Ở phía sau nó có cái muỗng nữa, ở trong đây là bột, giống như là mình uống sữa vậy đó, rất là dễ uống, rất là thơm. Chị bán em Trần Lan,
những sản phẩm mà chị nói, như hai sản phẩm này là chị bán, sản phẩm cà phê ốm này là của Thái Lan, còn collagen này uống cho đẹp da, săn da, trắng da, mất đi những cái đốm tàn nhang là collagen này. Đây là chất bột dễ uống, rất rất là thơm. Phía sau nó có cái muỗng nữa. Mỗi buổi sáng chúng ta rót chừng đây, để Lê Giang thị phạm cho mọi người thấy luôn. Đây, mỗi buổi sáng chúng ta sẽ rót nửa ly nước ấm như thế này. Đây, chúng ta sẽ bỏ vào hai muỗng, chúng ta sẽ bỏ vào hai muỗng này. Ly nước này chúng ta sẽ bỏ vào hai muỗng bột này, uống rất là thơm, nước chấm mắm uống cho nó ngon nha quý vị. Đó, mỗi ngày thì chúng ta sẽ có một cái làn da rất là sáng, rất là săn, và từ từ những cái đốm nhăn như chống lão hóa sẽ làm cho da mình đẹp hẳn lên. Cho nên chúng ta nên uống sản phẩm collagen của Nhật. Đây là collagen của Nhật, 650.000 một gói, 650.000 một gói nha. Nếu mà ai muốn mua thì inbox cho Lê Giang, Lê Giang sẽ ship hàng tận nơi, hoặc là đến 37 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận Nhất nhận hàng luôn. Đây là collagen uống chống lão hóa, đẹp da, săn da, sáng da, uống như sữa nha cả nhà. Mỗi buổi sáng chúng ta để nửa ly nước này và bỏ hai muỗng vào, chúng ta sẽ thấy mỗi ngày da mặt chúng ta sẽ đẹp hẳn lên. Đây, thấy chưa? Rất là sáng và rất là săn và rất là mịn. Cho nên chúng ta phải chịu khó dưỡng từ lúc này. Đây, đây là cà phê giảm cân. Cà phê giảm cân bán rất chạy nha. Mỗi buổi sáng chúng ta sẽ uống một gói. Trong này nó có 10 gói. Uống một hộp này các bạn sẽ giảm tới 3 hoặc 4 kg. Rất là an toàn. Hiện giờ Lê Giang đang bán hai sản phẩm cà phê giảm cân và collagen của Nhật. Một cái là để ốm và một cái là để đẹp da. Chúng ta nên uống những thứ này thì chúng ta càng ngày sẽ càng đẹp lên, đẹp giống như Lê Giang vậy đó. Thấy chưa? Ngày nào cũng uống, ngày nào cũng chăm sóc thì tự nhiên mỗi ngày mình thấy mình tự tin cho bản thân lắm. Cho nên á, ai cũng vậy, lớn tuổi rồi cho nên mình phải uống nhiều để mình chống lão hóa, mình làm cho con người mình đẹp lên, tự tin lên. Đây là cà phê giảm cân nha. Đó, trong đây nó có 10 gói, 300.000 một hộp, mà hai hộp thì 550. Cái này từ Thái Lan nhập về. Còn collagen thì của Nhật, 650.000. Đây là của Nhật, collagen làm cho săn da, chắc da, sáng da và mịn da, những đốm tàn nhang nó sẽ mất đi. Mờ quá chị ơi hả? Không hiểu sao nữa. Cà phê giảm cân thì 300.000 một hộp nghe con, hai hộp thì 550. Sao con mờ quá hả? Cái này thì 650 nha. Cái collagen này nè, collagen này nè, mỗi buổi sáng mình sẽ uống hai muỗng này. Ở ngoài sau nó có cái muỗng nữa, và chúng ta để nửa ly nước như vậy, nước ấm á, bỏ vô chúng ta uống thơm lắm, như sữa vậy đó. Nó rất là tốt nha. Hơi tối hả? Tại đang ngồi ở nhà, bữa nay là livestream ở nhà. Cả nhà ăn cơm chưa? Mờ quá, tại vì giờ cái wifi 3G yếu quá, mọi người thông cảm giùm nha. Chiều có đi quay không cô Giang? Không, chúc cô Giang đi thu âm thôi, không có đi quay. Chúc đi ăn, đi thu âm rồi đi ra tiệm nail. Đây, Lê Giang xin nói lại một lần nữa là hiện giờ Lê Giang đang bán hai sản phẩm. Một là cái collagen của Nhật, 650.000 một bịch. Phía sau nó có cái muỗng này để mà mỗi buổi sáng chúng ta sẽ múc hai muỗng này vào một cái ly nước này, thì chúng ta sẽ uống làm cho săn da, sáng da và mịn da, này chống lão hóa nha cả nhà.
14 tuổi mà uống cà phê ớm hả? Thôi con ơi, bao nhiêu ký mà con uống? À, cô ăn cơm rồi con. Đây là collagen của Nhật Bản nha, tốt lắm quý vị ơi. Mỗi buổi sáng chúng ta sẽ uống 2 muỗng, mà chúng ta sẽ uống thường đi rồi chúng ta sẽ thấy nó sẽ làm cho mình sáng da và săn da lên. Collagen mà, cái này của Nhật Bản rất là tốt nha cả nhà. Đó, hiện giờ Lê Giang đang bán sản phẩm collagen này 650 ngàn một bịch, và cà phê ốm của Thái Lan 300 ngàn một hộp, mà 2 hộp thì 550. À, ai muốn order mua thì inbox cho Lê Giang nha, Lê Giang sẽ ship cho mọi người. Còn không thì tới 372 Bạch Trưng, phường Bến Nghé, quận Nhất, tiệm nail của Lê Giang. Càng ngày càng mờ đi phải không con? Con muốn mua thủy tiên, con muốn mua, con đang ở đâu? Con mua của cô 4 hộp rồi, con đang dùng quá chừng vậy hả con? Công dụng quá, cảm ơn con Ngọc Ánh. Huyền Nguyễn, à, cô ăn cơm rồi. Đây là 2 sản phẩm mà hiện tại Lê Giang đang bán, một cái cà phê làm giảm cân và một cái collagen làm cho đẹp da. Cà phê giảm cân này trong đây nó có 10 gói, mỗi buổi sáng chúng ta sẽ uống một gói, uống một hộp này sẽ giảm từ 3 đến 4 cân. Đây, hiện giờ cà phê bán rất chạy và collagen đẹp da cũng chạy lắm. Rồi, làm cho săn da, sáng da, mịn da. Mỗi buổi sáng chúng ta nên uống collagen này. Con muốn mua thì con inbox cho cô nha. Cảm ơn con. Vào Facebook này của cô Lê Giang rồi inbox cho cô Lê Giang nha. Rồi ở đâu thì cô gì cứ ghé 372 Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận Nhất. 2 sản phẩm này rất là tốt nha cả nhà. Collagen này 650 một bịch, mỗi buổi sáng chúng ta uống 2 muỗng và bỏ vào 1 ly nước ấm để uống như uống sữa vậy đó, rất là tốt và rất là thơm. Uống làm cho đẹp da, sáng da và săn da, chống lão quá và mất đi những cái đám đốm tàn nhang. Còn đây là cà phê giảm cân rất là tốt. Cà phê này từ Thái Lan nhập về 300 ngàn một hộp, trong đây có 10 bịch, mỗi buổi sáng chúng ta sẽ uống một bịch và uống hết hộp này thì chúng ta sẽ giảm được 3 hoặc 4 cân. Cà phê giảm cân. À, gặp bao nhiêu một gói chị? Cà phê giảm cân này 300 ngàn một hộp em, mà 2 hộp là 550. Ở trong đây nó có 10 gói, một hộp nó là 10 gói. Đó. Các bạn muốn ốm thì hãy uống cà phê này. Hiện giờ Lê Giang đang bán loại cà phê này. Và các bạn muốn đẹp da, muốn làm cho sáng da, săn da, là làm cho cái này là cái chất collagen sẽ làm cho mình tái tạo lại làn da, làm cho mình chống lão quá, làm cho mình sáng da, săn da lên. Đây là collagen này, mỗi buổi sáng chúng ta sẽ uống 2 muỗng và ở ngoài sau lưng này lấy 2 muỗng này múc vào bột này rồi sẽ bỏ vào ly nước thì chúng ta sẽ uống rất là dễ, rất là thơm nha cả nhà. À, collagen này của Nhật Bản rất là tốt. Cái loại này rất tốt nha. Uống đi rồi mọi người sẽ thấy từ từ mọi người sẽ mất đi những cái đốm tàn nhang, rồi sẽ làm cho trắng da, mịn da, săn da. Đó, đây là mật mộc nè, không xài một thứ gì cả, không xài một thứ gì cả. Đây là mật mộc, mật mộc của Lê Giang đây. Không, muốn ốm thì dùng cà phê này, còn muốn đẹp da, săn da, sáng da thì hãy dùng collagen này của Nhật Bản nha. Đây, giờ mặt Lê Giang đi. Đây là mặt mộc nhé. À, cả nhà xe giùm cho chị Lê Giang nha. Uống được chưa cô? Thủy Tiên sinh em bé 1 tháng. Uống cái gì con? Uống cà phê hả? Thôi đừng con ơi, mới sinh rồi đừng có uống, không có tốt đâu nha. Để khi nào mà con ra, nghĩa là mấy tháng đi rồi, hoặc là đừng có cho con bú này kia nọ thì uống được nha. Còn bây giờ ráng đi, tại vì mình mới sinh mà. Uống cà phê này không có mệt đâu nha cả nhà. Nghĩa là nói chung là không phải là mấy ngày đầu mình uống
cà phê vào nó hơi giống như khó chịu chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng bình thường. Mọi người nên uống nước cho thật là nhiều, uống sinh tố càng tốt, nghĩa là uống nước càng nhiều càng tốt. Rồi chừng 3 ngày